Khởi tố ba bị can giúp bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghệ sĩ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các bị can này có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân một số cá nhân nghệ sĩ. Ngày 1 tháng 12, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Mai Nhi, 39 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, 30 tuổi. Nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân. 28 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quá trình điều tra, công an xác định các bị can này có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân của một số cá nhân, nghệ sĩ. Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua hơn 10 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook và TikTok Bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người chia sẻ, bình luận. Tại các buổi phát trực tiếp, bà chủ khu du lịch Đại Nam có những phát ngôn liên quan về đời tư, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự một số người như ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh. Cùng thời gian này, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Phương Hằng có một số nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiền, nhà báo Đức Hiền, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Bình Hưng bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Trong quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ngày 29 tháng 11, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trả hồ sơ vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam